mua iPhone 9 này để cái ngày FPT Shop. Serious eye problems, and the best antidote can be found in Europe and America's berries. Thưa quý vị và các bạn, thấm thoát đã hơn 12 tuần trôi qua. Hôm nay là số cuối cùng của ơn trời cộng đây rồi năm 2018. Nhanh thế nhỉ? Và chúng tôi cũng rất vui
khi góp một phần nhỏ vào cái sự thú vị cho cuộc sống của tất cả mọi người. Đó là những tiếng cười, đó là những tình huống. Cảm ơn trời vì chúng ta có cuộc sống tốt đẹp và cảm ơn trời chúng ta luôn trao cho nhau nụ cười và niềm vui. Thưa quý vị và tất cả các bạn, hy vọng rằng mùa năm sau chúng tôi quay trở lại sẽ có nhiều điều bất ngờ hơn, thú vị hơn. Và quý vị chỉ cần dành cho chúng tôi nhiều tình cảm hơn và sự cổ vũ nhiệt tình hơn là tuyệt vời. Vâng, cũng xin cảm ơn Trấn Thành, cảm ơn anh Trung Dân, cảm ơn Tự Long, cảm ơn Trường Giang, cảm ơn tất cả các khách mời, các trưởng phòng, cảm ơn anh Hoài Linh. Và điều quan trọng là tất cả chúng ta đều có tâm niệm có một chương trình tuyệt vời nhất để, thưa quý vị, mỗi khi chúng tôi xuất hiện trên sóng truyền hình là cái điểm hứng thú cho quý vị. Và nếu có điều gì không phải, không đúng, mong quý vị bỏ qua. Và chúng ta đã có mặt trong chương trình Ơn Rời Cộng đây rồi. Tiếp tục vô tay, thưa quý vị, để các trưởng phòng vào trong chuẩn bị cho phần đưa ra thử thách của mình. Xin cảm ơn các trưởng phòng. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để đón chào ra sân khấu ba vị khách mời trong chương trình hôm nay. Hoàn cảnh này. Lúc vừa rồi tôi có nói chuyện với cả các trưởng phòng ở trên này thì rõ ràng là các anh ấy trông rất là đàn ông nên tôi mặc cái áo này cho nó mềm mại hơn trên sân khấu. Nhưng bỗng nhiên bây giờ tôi mặc cái áo này thì đúng nghĩa đây là bóng hồng đây này. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn cho Hoàng Biên Di. Hoàng Oanh. Ở đây chúng ta thấy có Hòa Minzy đã tham gia chương trình rồi. Tôi xin nào khiến bạn quay trở lại chương trình. Em rất là vui khi được quay trở lại chương trình mùa năm nay. Em đã tham gia 3 mùa và 2 mùa trước thì cơ duyên mà em được tham gia chương trình là vì em được mời và đến mùa năm nay thì cũng không có sự thay đổi nào khác. Em cũng được mời. Thì bạn chưa biết vào phòng ai cả. Dạ. Thế thì có phòng ở sông Bắc nhỉ? Sao bạn lại mong muốn điều đấy? Tại vì anh sông Bắc đứng trên sân khấu của Ơn Rời Cậu Đây rồi, lâu lắm rồi. 5 năm rồi. 5 năm. Nhưng mà chưa bao giờ để em thấy anh xuất hiện trong một căn phòng hết. Nên em xin hôm nay là chương trình cuối cùng rồi. Xin được mọi người biểu quyết một hôm nào đó đặc biệt anh sông Bắc vào phòng. Đây là năm sau à? Năm sau? Được, tôi sẵn sàng. Cái gì chứ cứ yêu cầu của người đẹp là tôi hay chiều theo lắm. Nếu muốn nói một điều với Judy Phương Trinh, bạn sẽ nói điều gì? Nói điều gì anh? Nói điều gì khuyên đấy. Em cũng biết khuyên gì, thân em cũng lắm xong. Đó đấy chị. Lần thứ mấy là Judy Phương Trinh tham gia chương trình? Dạ... Chị ơi, thân ai đấy ngon nhất. Dạ. Đây là lần thứ hai mà Trinh được tham gia chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Mùa đầu tiên thì Trinh vào trưởng phòng Trấn Thành. Hồi nãy anh Sơn Bắc có nói là một mình anh bốn phòng trên đây là ba cô gái rất xinh đẹp. Anh đừng có lo, ở đây chúng ta là hai người đàn ông với nhau. Tại vì hai bạn này mặc váy em mặc quần giống anh. Đây chung giống thế thôi. Không sao đâu, anh em mình đồng hành cùng với nhau để bảo vệ hai cô gái này. Các bạn cứ bình tĩnh, tôi sẽ gửi cho các bạn xem thế nào. Đây là chiếc cúp của chương trình. Các bạn thấy không? Chiếc cúp này khác với cúp mùa trước. Đẹp hơn. Chắc chắn hơn. Đưa cho các chị đi. Giữ luôn lên đây.
Nhìn thấy ánh mắt là đã thấy tham lam rồi. Rất đẹp. Nó không phải nặng về vấn đề vật lý mà nó nặng về vấn đề tinh thần. Đúng. Cho nên tôi nói rồi mà, liên quan đến phụ nữ là phức tạp. Chỉ cầm cái này thôi, nó đơn giản có vậy thôi mà các bạn cứ phức tạp làm gì. Luôn luôn đánh giá cao cũng như lựa chọn những cái người mà hợp lý nhất để mở cánh cửa căn phòng đầu tiên. Họ sẽ chịu sức ép rất lớn bởi đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng hôm nay chương trình đặc biệt lại ba cô gái, cho nên chúng ta sẽ có một phần nhỏ nhỏ, đó là phần bốc thăm. Hãy mang cho tôi phần bốc thăm. Xin mời mỗi bạn chọn một cái. Hãy nói cho tôi biết Hoàng Anh số mấy? Em số 2 ạ? Số 2. Hoàng Minh Di số mấy? Số 3. Số 3. Em số 4. Không, được không sao? Thưa quý vị là chúng tôi lại không theo số thứ tự, nên lại khổ thế cơ. Bạn số mấy? Yeah, em số 1. Số 1. Đây mới là bảo bối rồi. Mời các bạn để vào đây. Quyết định của chương trình, dù Hòa Miên Di có bốc vào số mấy thì người mở cánh cửa đầu tiên vẫn phải là Jolie Phương Trinh. Đúng thế không? Tôi sẽ chúc mừng em. Em sợ anh không sợ mà em cũng bốc vào số 1 rồi. Phương Trinh sẽ là người mở cánh cửa đầu tiên. Cô ấy sẽ vào trong để chuẩn bị ngay bây giờ. Chúng ta cùng chào tạm biệt ba vị khách mời trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Người sẽ theo dõi tất cả những tình huống ở ba căn phòng. Người sẽ nhấn chuông khi cảm thấy thử thách đã đủ. Không ai khác, đó chính là giám khảo nghệ sĩ Hoài Linh. Hôm nay chương trình cuối cùng trong chuỗi các chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi năm 2018. Ba khách mời của chương trình anh cũng đã biết, anh đánh giá như thế nào và anh hy vọng gì ở phần vượt qua thử thách của khách mời? Thật sự thì ba khách mời của chúng ta hôm nay là ba cô gái nói chung là cũng rất là năng động, trẻ trung và lanh lợi. Và ba cô gái này cũng là ba người đều là tham gia chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi hết. Nên nghĩ là các cô ấy cũng có chút xíu gì đó kinh nghiệm. Nhưng mà lúc nào tôi cũng cứ nhắn nhủ với mọi người rằng tình huống mỗi năm mà các bạn tham dự với nó mỗi khác, chứ không phải là cái đó cho các bạn làm lại. Cho nên khi là cũng phải cẩn thận trưởng phòng. Trưởng phòng thì toàn là đàn ông không à, đàn ông không. Nhiều khi tình huống nó ra là bắt hung hít rồi này nọ, tội nghiệp ta. Tội nghiệp vậy hả? Đấy mà hung là tôi bắn chuông, tôi cần biết tháo mấy cậu. Bởi vì khi em đã quy định rồi, đúng không? Chương trình đã quy định rồi, khi nào hai tiếng chuông vang lên là dừng lại. Đúng. Tôi sẽ canh me để bảo vệ cho mấy cháu của tôi chứ. Thế nếu như vừa mở cửa căn phòng ấy vào luôn mà ô kỳ thì nếu hung nhau là bắn liền, ngăn liền. Kết thúc luôn. Kết thúc luôn. Anh bình luận cái gì? Anh bình luận là đừng có chê quá. Đây là một trong những lý do khiến cho hầu hết tất cả mọi người yên tâm. Khi anh Hoài Linh ngồi ở vị trí đó, anh sẽ nhấn chuông vào những lúc cần thiết nhất. Xin mời, anh hãy thử chuông. Nhấn, đấy, tuyệt vời. Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, chuông đã sẵn sàng. Bây giờ là lúc chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin cảm ơn. Đang chuẩn bị như thế nào? Xin mời quý vị.
chương trình Charlie, nữ ca sĩ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến. Đoạt giải đặc biệt ngôi sao tiếng hát truyền hình năm 2006, phương trình Charlie gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát ngọt ngào cùng nét đẹp rạng rỡ mặn mà. Cô còn thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng thông qua các bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Tình yêu và Thử thách, Sắc đẹp ngàn cân. Từng vượt qua những thử thách khó khăn trong hai mùa Ơn Giời Cao Đây Rồi, những điều bất ngờ nào sẽ chờ đón phương trình Charlie trong chương trình đêm nay? Hôm nay thì là lần thứ hai mà Trinh được tham gia vào chương trình. Cái cảm giác hồi hộp và cái cảm giác sợ thì nó vẫn còn giống như là mới ngày hôm qua vậy. Và sự chờ đợi đang giết dần cái sự kiên nhẫn của Trinh. Trinh chỉ mong là thôi mau chóng lên sân khấu để được gặp Vũ Hồng liền. Tại vì năm nay mình già hơn 3 năm trước, 3 tuổi, nên là cái kinh nghiệm sống mình nó cũng nhiều hơn. Hoàng Anh thì cũng nhỏ hơn Trinh khoảng 1-2 tuổi, còn Hoàng Anh Ti thì cũng vậy. Nói về lợi thế thì cả ba đều có những cái màu sắc riêng và có cái chung là đều là con gái. Xếp hạng về vẻ bề ngoài á, chắc là Trinh... À, thầy Tế Lễ, Bồ Lạc, thầy thông báo cho cô biết ngày hôm nay chính là ngày làm lễ trưởng thành cho con. Con đã trưởng thành sao? Đúng vậy, ngày hôm nay là lễ trưởng thành của con. Chỉ cần cháu biết làm lễ trưởng thành cho con thì con, người con gái thông minh nhất của làng sẽ lên làm tù trưởng, vì chúng ta là chế độ mẫu hệ. Con xin cảm ơn, con tưởng đâu là tù nhân, ai ngờ là tù trưởng. Để làm được tù trưởng thì phải có trí lực song hành. Chí con có, lực con có, song hành con không có ăn hành. Không, không. Khi chúng ta cai trị và nắm quyền trong tay không được vì tình cảm riêng tư hay vì cảm xúc nhất thời mà bỏ quên cái nhiệm vụ to lớn là người đứng đầu của Bộ Lạc. Con đã hiểu chưa? Dạ, con không có tình cảm riêng tư, tại vì con chưa có người yêu. Hãy trả lời những câu hỏi trong đây để biết con có đủ thông minh hay không. Thầy cứ hỏi. Làm cái gì đi mà không đi? Trả lời đi. Thầy trả lời đi. Làm cái gì đi mà không đi? Đó là đi ngủ. Con ngủ con vẫn đi. Mày bị mộng du hả? Con bị mộng du. À, cho đời hai người đàn ông. Con hãy nhìn đi. Đây là người của Bồ Lạc. Dạ. Thầy thầy. Anh này phải. Anh này không phải. Anh này cao đẹp trai, tóc dài dài giống con. Anh này lùn lùn, tóc xoăn xoăn, không phải. Tôi bị lai. Lai Bồ Lạc heo. Bây giờ một trong hai người này sẽ có người giúp con trưởng thành hơn. Hãy chọn một người đi. Con chọn anh bộ tộc heo, tại con thích ăn heo. Đứng qua đây. Con đứng qua đây. Giết nó đi. Giết. Dạ con giết rồi thưa thầy. Dạ con mẹ đi, dạ con mẹ đi. Trời ơi, sắp dặn chết. Giết rồi thưa thầy. Đổi ra ngoài. Thì mới cai trị được Bộ Lạc của mình. Dạ, con đã giết rồi đó thầy. Còn bây giờ, để chính thức trưởng thành thì con phải qua đêm với một người đàn ông. Là con đi qua một cái đêm. Tức là ngủ giúp người đàn ông. Hả? Ngủ ở đây? Đúng vậy. Người đàn ông mà ngủ với con đêm này chính là ta. Thế thế thầy, cho con lên cây ngủ nha. Nằm xuống đi con. Ở đây luôn hả? Ở đây luôn. Dạ, con nằm ngủ mà, không sao. Đúng vậy, chỉ là ngủ đúng nghĩa. Chỉ cần sáu đêm nay, con sẽ trưởng thành và làm tù trưởng. Đơn giản là ngủ không. Ngủ sao hả thầy? Ngủ chưa? Ngủ gì? Em có biết cái người mà em vừa giết là ai không? Ai? Bộ tộc heo. Không phải. Sao? Bộ Lạc mình là
là bị lão ta giết gần hết rồi. Đàn ông trong trong cái bộ lạc này là chỉ còn anh với lại ổng thôi. Em là người yêu của anh, em phải nghe lời anh. Lão ta là một người cổ hủ, vì cái sự cổ hủ của ổng mà ổng đã giết gần hết cả trong trong cái làng này rồi. Cho nên là vì cái sự sinh tồn, vì cái tương lai của bộ lạc này, em phải giết ổng. Chính xác. Bằng trái này, ăn cái này là mình khỏe là mình giết không. Trái này là trái đồng. Ủa nhá. Chính xác. Nhìn nó giống trái nho vậy thôi, nhưng nó là trái đồng. Cho ổng ăn, bộ lạc này sẽ sinh tồn. Bộ lạc này sẽ mang ơn em. Em sẽ làm đặc trưng. Nhưng mà ổng hẹn cái lễ mà. Nghe lời anh, giết ổng đi, vì tương lai của bộ lạc này. Giết đi. Vậy là chỉ cần ngủ chừng đó thôi thì con chuẩn bị trưởng thành và làm tù trưởng của bộ lạc chúng ta. Trong bộ tộc này bây giờ trai làng bị giết chết hết rồi hả thầy? Ai nói? Làm gì có chuyện đó? Con nằm ngủ, con có người báo mộng cho con. Con lo lắng quá nên con bị mơ hồ, chứ thực ra vẫn còn hai ba người. Thầy nào, thầy cho con hỏi, nếu như thầy là thầy tế lễ, thầy làm phép biến con thành một con gái xinh đẹp đi. Ôi con, con coi phim nhiều quá con bị nhiễm rồi. Thầy tế lễ chứ đâu phải ông bụt mà biến là biến. Thầy tế lễ chỉ làm lễ cúng thôi. Cái gì đây? Con tặng thầy trái nho, con mới vừa hái cái trên cây xuống đó. Lúc mà thầy ngủ con sợ thầy đói, thầy ăn đi cho thầy khỏe rồi thầy có sức cái thầy làm lễ cho con. Trời. Dạ. Con thầy. Sao? Thầy có nói gì không thầy? Ôi, gái của ta. Ta phải giấu điều này bao nhiêu năm nay. Bởi vì nhẽ ta là thầy tế lễ, mà có một con gái mà lại làm lễ cho con gái lên ngôi trưởng bộ tộc là điều sai trái quy định, cô hiểu chưa? Ủa, con gái trưởng thành ta mừng quá. Nằm xuống, nằm xuống. Oh,
con gái. Dạ. Yeah. Nó yêu con, nhưng nó chỉ lợi dụng con thôi. Vì khi con lên tù trưởng, nó sẽ giật dây con để hại người chứ. Hãy giết nó đi. Không, em không thể giết anh được.